Đây Trà Chó Phú Quốc Sài Gòn sẽ đăng một cái clip về con vện cái nha. Con vện cái này là cái tơ nó khoảng được 8 tháng. Nhìn mắt cái đầu thủ, mặt vện, mặt má, lưỡi đốm, sáng màu, xoáy kiếm. Nói chung con này mình rất ưng. Nhưng bây giờ do quá nhiều, nói chung là không thể mà chăm sóc được chu đáo, thì mình sẽ chia sẻ con giống này cho những anh em nào chui nuôi nhân giống á, hoặc là có nhu cầu chơi mà những cái chất mà sưu tầm chưa có loại này á, thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Em này thì theo giá chung thì nó ok hết mọi thứ, nhưng mà cái điều cái tính từ nhỏ nó nuôi mình nuôi chạy cho nên nó hơi bị nhát, ít tiếp xúc người. Nó cảnh giác cao lắm ở mặt đó. Ở mình nói chung mình rồi khó được. Xoáy kiếm gọi anh chị thưa sáng màu. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình. Số điện thoại của mình là 0989 356 396. Đi đâu con? Nói chung rất thích bé này, nói chung giờ nhiều quá rồi, vừa hạn chế sinh sản lại do đi công tác tận suốt. Đây nhà mình mà có chuồng trại để nuôi sinh sản á, để trông với lại thả đực á, thì nó ngon. Còn mà ai mà nuôi nhà phố thì hơi khó, tại vì tiếp xúc nó hơi nhát xíu. Mảng màu đầu thủ, mắt, tai, phơm dáng. Đây con. Bệnh. Ở đây mình không đặt tên con nào nha, tại vì số lượng nó nhiều quá đi. Chỉ có vài con cá thể mình đặt tên thôi.